Trước đó vào tháng 6, Facebook đã triển khai dự án xác thực tin tức chia sẻ qua mạng xã hội này ở 14 nước và bây giờ đang tiến hành áp dụng với cả hình ảnh và video. Việc xác thực thông tin thường được giao cho các tổ chức thứ ba đảm nhận. Nội dung nghe nhìn thường được nhiều tương tác trên mạng xã hội nhưng cũng rất khó để xác thực. Facebook hy vọng có thể gỡ bỏ các hình ảnh châm biếm chính trị không chính xác và các bức ảnh, thước phim đã bị cố tình chỉnh sửa. Đồng thời Facebook cũng cân nhắc áp dụng trí tuệ thông minh nhân tạo trong việc cảnh báo nguy cơ đăng thông tin giả để tổ chức chịu trách nhiệm tiến hành ra soát nếu phát hiện trường hợp đăng hình ảnh và video không chính xác các tổ chức này sẽ sử dụng nguồn siêu dữ liệu để truy tìm hình ảnh và video gốc